Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Hai ngày hôm nay tôi khá là rảnh nên là tôi vào tôi chơi game khá nhiều. Ngày hôm qua thì không ra clip để tập trung vào sản xuất video anh em ạ. Đấy, bắt đầu từ ngày hôm nay là anh em sẽ có video đều để xem. Tôi đã có thể là nói là cả tháng tiếp theo là đã đủ video để ra hàng ngày rồi. Dã man. Anh em cứ yên tâm là 20-30 ngày nữa là vô tư. Đấy, clip là đã đủ rồi. Tôi thì có một cái thói quen đấy chính là tôi không chơi hàng ngày anh em ạ. Tôi không chơi game hàng ngày. Mà tôi thường là tôi dồn vào 1-2 ngày tôi rảnh rỗi để tôi cày. Tôi cày tôi làm content thôi. Đấy, tất cả những cái content đăng lợi anh em, những cái content tri ân các anh em mà đạt được huy hiệu hội viên 15, 25, 35 đó thì tôi cũng đã sản xuất hết rồi anh em nhé, anh em cứ yên tâm. Đấy, hãy đợi video tiếp theo nếu mà video này chưa đến được anh em. Đó, chắc chắn là đã có anh em rồi đấy. Tôi đã sản xuất hết rồi nhá, toàn bộ các anh em mà cho đến nay là có yêu cầu là tôi đã sản xuất rồi nên anh em yên tâm. Chỉ là ra ở cái thời gian nào thôi, nếu mà các cái siêu phẩm thì thường tôi sẽ để dành vào dịp cuối tuần. Những cái siêu phẩm hay đấy, còn những cái trận đấu mà nó kém hay hơn một chút, chứ không phải là không hay nhá. Kém hay hơn một chút thì sẽ vào những cái ngày bình thường để cho ít người xem hơn. Đấy, còn cuối tuần thì mọi người rảnh rỗi thì cần sẽ có những cái video clip hay, video clip đặc sắc thì tôi sẽ để vào dịp cuối tuần. Ok, trận này khả năng là chúng ta sẽ chơi chơi mate. Đúng không? Ở trong cái bộ truyền thuyết ấy, phải chú ý là ở trong cái bộ truyền thuyết, ở trong cái con game này nhá, là nó có một cái bộ bài nó rất là mạnh. Có con rớt, có con rồng 5 đô, 9 mét 5 rồng tối thượng. Nhưng mà hình như là cái thằng này nó cũng đang có ý định chơi cái bộ đấy anh em ạ. Mình mà nghĩ được là người khác cũng nghĩ được. Mình nhìn vào cái bộ truyền thuyết, mình thấy là cái bộ 5 rồng 9 mét nó mạnh thì là người khác người ta cũng sẽ nghĩ được cái điều đấy. Trận này có một cái mà tại sao lại là 5 rồng 9 mét. Đúng rồi anh em ơi. Được đấy. Thế này là phải bán bớt đi à? Bán 3 con đi cả. Bán con Soundbreaker. Bán hơi nhiều. 3 mét vào đã này. Như này đi. Trông có vẻ hơi yếu nhỉ? Trận này nó có con rồng 5 đô này, nó lại có con rớt này, có Squire nữa. Tức là cái bộ 9 mét là nó gần như là nó đã gọi là chắc kèo top 1 rồi đấy. Mà cái quan trọng ấy, nó 10 điểm bởi vì làm sao? Bởi vì ở trong cái bộ truyền thuyết nó không có con Tsunami. Đấy, cái vấn đề nó lại ở cái chỗ đấy. Không có Tsunami thế là bọn nó sẽ không thể chơi được là 6 cá. Mà chỉ là chơi được 6 cá là chỉ có pha ke thôi, hàng pha ke thôi chứ không hàng riu được. Mà cái hàng pha ke ấy thì nói chung là nó có nhiều cái tính chất mà nó không phải là dễ dàng để mà ăn được. Bởi vì làm sao, chơi fake ấy là phải căn, phải tính toán từng round nó chuẩn lắm. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bỏ vào 6 cá mà cái round mà không gặp mết thì là toang rồi. Gặp cái thằng beat thì gặp cái thằng Witcher thì nó đẩy cho nó sấp mặt luôn, full bàn luôn. Thế nên là chơi chơi fake ấy thì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, phải tính toán cẩn thận, nói chung là khó chơi. Và bây giờ chơi 9 mét hàng riu quá mạnh luôn. 9 mét riu là chắc chắn là level 10 là chơi được rồi, không cần phải lên level 11. Không cần phải lên level 11 là chắc chắn là có 5 rồng. Đấy, 5 rồng 9 mét là đánh ở level 11, nhưng mà trận này là có rồng 5 đô. Nên là chúng ta có thể chơi 9 mét 3 rồng đánh ở level 10 vẫn ngon. Vẫn rất là ok. Nhưng mà tôi thấy là cái trận này ấy,
Không biết là đây là có phải là một cái sự lựa chọn đúng đắn không? Nếu mà chơi cái con đường là rồng. Bởi vì tôi nhìn thấy từ nãy giờ toàn rồng thôi anh em. Đây này. Vãi cứt. Ba nhà rồng à? Ba nhà rồng mới có chơi nhỉ? Chơi tranh bài ba nhà. Ba nhà thì vẫn chơi được. Cái bộ rồng mết là một trong những cái bộ mà nó chơi nó không cần phải co lên 3 sao. Đấy, nó cũng khá là dễ chơi. Chỉ cần một trong hai con là con già hoặc là con Thunder Spirit nó lên được 2 sao thì là nó gánh được rồi. Nên là nó cũng dễ thôi. Nó cũng không khó để mà có thể là chơi cái bộ này. Chứ còn nhiều bộ là cần phải co 3 sao cơ. Nhiều bộ tranh bài là cần co 3 sao. Nên là tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể chơi được cái bộ này. Tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn thứ hai nếu mà nó không ra. Đấy, ok. Nói chung là lúc nào nó cũng sẽ phải có hai con đường để mà chúng ta có thể chọn lựa. Chứ không thể là chúng ta chỉ có một con đường duy nhất được. Đấy. Lúc nào cũng phải có hai con đường. Để còn nếu mà không ra thì có con đường lui chứ, đúng không? Mình chuẩn bị sẵn đi. Trận này cũng chưa chắc đã có human mà chơi đâu. Nhưng mà tôi cứ mua cái con này vào. Biết đâu lại ra 6 human sớm. Đấy, còn nếu mà không ra 6 human sớm thì thôi lại bán đi. Ôm nhiều chỉ có thọt thôi anh em ạ. Bán bớt đi. Round này là cứ phải có thêm một tiền đã này. Coi như là nó là những cái trận bình thường chúng ta thắng. Ui dồi ôi anh em ơi. Trông... có vẻ như là không phải đâu anh em ạ. Tôi nhìn thấy ba nhà nhưng mà không phải đâu. Tôi nhìn thấy lấp ló ở đây là hai nhà nữa cũng có ý định chơi rồi. Tôi chỉ thấy là có một cái nhà chơi bit thôi. Đấy, đâu có đơn giản đâu một cái trận đấu mà. Khi mà mình vào mình nhìn thấy cái bộ đấy nó mạnh thì người khác người ta cũng nhìn thấy mà. Người ta cũng nhìn thấy. Mà mình cũng nhìn thấy. Thế thì thôi. Chắc là con đường là quay xe rồi anh em ạ. Ok. Chắc là cái con đường là quay xe đấy. Nghĩ là như thế đấy anh em ạ. Không, không chơi được đâu. Ba nhà thì còn chơi được. Chứ 5 nhà thôi chứ chịu. 5 nhà thì chịu luôn. 5 nhà chịu luôn nha anh em nhá. 5 nhà thì tôi chịu thôi. Không tranh được đâu. Nhìn cái bài của mình đi xem nó có giống như là tranh được không. Trông là có giống như là tranh được không. Bài nó bé anh em ạ. Bài bé không tranh được. Kiểu bài xanh thì còn còn tự tin. Ví dụ tầm này phải có 2 sao gánh kèo. Bây giờ đang đánh chuỗi thua đây này anh em này. Bài này nhá là phải form ở level thấp anh em ạ. Không chơi được rồi. Rồi. Form ở level thấp thôi. Không có đánh được cái bộ gì cấp đâu. 5 dòng 9m là phải gì cấp lên 10-11. Mà bài nó không ra thì không chơi được. Thôi. Giải tán hết. Chúng ta quay xe chơi 9m anh em nhá. Chơi 9m đi. Hyperon ở level thấp. Lý do chơi 9m là bởi vì đồ lấy rồi. Đấy. Những cái đồ này đồ chơi trưởng là được rồi. Mà cái trận này nó có một cái hay đấy chính là chúng ta chơi 9m, chúng ta có thể chơi ở level thấp là một, thứ hai là không có counter. Không có Tsunami counter là vô tư. Càng quá bạn ơi. Ủa. Giết thêm con nữa không? Được, hay. Anh em nhìn thấy thằng nào nó có con flame 2 sao. Giờ thằng nào ra Thunder flame 2 sao nữa thôi. Chịu. Ok, thế nhá anh em nhá. Đấy, chọn con đường đúng đắn thôi anh em ạ. Toang rồi đấy, đang đánh chữ thua này. Còn cái thằng lên nhớ là cái thằng rồng mết kia có nó được eco kìa. Cái thằng Jack Ad kia được eco kìa. Đang chơi cộng 850 tiền ở level 6 rồi đấy. Thằng đấy là thằng cực kỳ nhiều tiền luôn. Và chắc chắn là nó sẽ đẩy lên 8 lên 9 sớm. Để nó form được cái bộ 5 rồng 9 mét sớm.
Nhưng chúng ta không thể đua được cái kiểu đấy đâu. Đang đánh chữ thua tiền thì có 33 tiền ở level 6 này anh em này. Đang 15 rồi. Thôi, không đua được. Bây giờ mà có con Eco tôi bỏ Eco đấy. Bài yếu quá rồi. Anh em nhìn này, vãi đái không? Trời ơi, tất cả bọn nó đều chơi mết ấy. Có một thằng chơi beat, thằng AI cái chơi beat thôi. Còn cái thằng Trung Quốc vớ vẩn là nó cũng sẽ chơi là mết đấy anh em ạ. Chơi mết kiểu chơi mết fake ấy. Nhìn thấy ở đây là có hai thằng chơi beat fake à. Thằng Claire cũng chơi beat fake à. Vớ vẩn là cũng là chơi 9 mết ấy. Trông rồng lắm. Ui, thằng này chơi tôi nghĩ là nó sẽ không phải Gladiator đâu. Ơ, ơ kìa. Ui anh em ơi. Anh em ơi, ui tôi ăn được thằng này ạ. Điêu thật. Gỡ được một đống tiền. Ui trời ơi, tôi không hiểu tại sao cái lý do làm thế nào mà nó lại ăn được ý. Anh em nhìn bài nó to vãi cứt luôn. Bài tôi toàn vừa sao mà tôi ăn được cái pha vừa rồi ạ. Hiểu hiểu kiểu gì luôn. Ôi được. Cái quả vừa rồi là cũng là gỡ tiền cho tôi để level 6. 50 tiền ở round 15 đấy anh em. Cái quả vừa rồi là nó cũng gỡ được một chút xíu tiền thôi. Chỉ còn thọt tiền quá rồi. Tôi thọt tiền quá rồi anh em ạ. Ăn được thằng đấy không có nghĩa là ăn được những cái thằng còn lại đâu anh em. Những cái thằng còn lại là những cái thằng rất khỏe. Ok. Bây giờ con Thunder phải lên được 2 sao. Mà Thunder lên được 2 sao thì có thể chơi được. Sau sau là cũng lên level 7. 50 tiền. Nhưng mà cái thằng Eco nó nhiều tiền quá anh em ạ. Thằng Eco 50 máu, 50 tiền level 7. Và nó sắp lên 8 rồi đấy. Nó chỉ ấn 2-3 phát nữa nó lên level 8 thôi mà. Gương à? Chắc là cái gương thôi. Meta mà cái thằng nào tung trưởng sớm hơn thì thằng này thắng á. Tất nhiên là chúng ta không phải đọ được mấy thằng 5 rồng rồi. 5 rồng thì nó đương nhiên là nó sẽ tung trưởng sớm rồi. Đội hình này liệu có chơi đâu. Dừng lại ở 7 hay là dí lên 8 luôn nhỉ. Đang hơi phân vân. Dừng lại ở 7 thì có nghĩa là nếu mà chúng ta ra được cái con Grim thì chúng ta mới có đủ bộ thôi. Còn nếu mà chúng ta lên 8 ấy, chúng ta kiếm bất cứ một cái con Demon nào chúng ta nhét vào, chúng ta kẹp thêm một con Wizard vào là đủ. Nhưng mà tôi cứ roll đã nha anh em nhá. Bài này nó vẫn yếu lắm, trông nó chưa đâu ở đâu. Nó cần phải có 2 sao. Đây này, đủ rồi này. À ui thôi. Mà thôi từ từ đã. Gấu không. Không nuôi con gấu, không chơi con gấu đâu. Từ từ đã. Bình tĩnh. Con gấu là không cho lên 2 sao đâu. Từ từ tôi bây giờ cái nguyện vọng là nó lên được cái con Thunder này, lên được 2 sao. Những con khác có hay không không quan trọng anh em ạ. Cần con Thunder. Ui thằng này to đấy. Unicorn 3 cơ. Ăn nổi không? Flame vẫn được bắn. Flame của tôi vẫn được bắn. Được không? Flame đam to. Rồi. Cái con Grand nó dễ kiếm ấy mà. Không phải vội. Này, lên được 2 sao rồi này. Âu, đây rồi. Được. Tạm thời như này đã. Cứ bình tĩnh. Trận này không theo số đông đâu anh em ạ. Quay đầu là bờ thôi. Mà nó ra rồng sớm, mà nó ra Thunder sớm, mà nó ra Flame sớm thì mới chơi được. Chúng ta mà không roll ra được ấy thì xác định luôn là đi tranh bài với bọn này. Thằng này lên 8 rồi này. Và chuẩn bị lên 9 ấy. Tôi nghĩ thằng này nó Eco đến 9 luôn ấy.
Ui, da gấu nhiều đấy, không chơi. Kể ra mà có đồ beat thì tôi cũng chơi beat đấy. Nhưng mà nó không có đồ beat. Hình như là chưa gặp cái thằng có chuỗi kia đúng không? À, chưa gặp thật anh em ạ. Ok, chơi gì đây? Ui, nhưng bài nó to lắm. Bài nó 6 mét rồi, thế chịu. Round này thì không kịp roll nữa rồi. Còn 12 giây này tôi đảm bảo với anh em là không xử lý kịp đâu. Từng đấy thời gian là chúng ta sẽ không thể xử lý kịp được. Round sau. Gặp luôn này. Ui vãi đái. Vãi đái bạn ơi. Ăn được không? Trông có vẻ như là ăn được. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Xin nhá. Rồi. Thằng đấy dí cấp sớm là sai lầm rồi. Những cái thằng chơi 5 dòng 9 mét bây giờ là những cái thằng mà phải dí cấp lên. Đây rồi, Grim rồi anh em ơi. Rồi, 9 mét rồi anh em. Đủ bộ rồi. Được chưa? Này ăn được quái không? Đủ bộ cái đã này. Rồi bây giờ lên 8 giờ dần cho con cây vào. Chúng ta có một con 2 sao để ở ngoài không được, phải cho vào đã. Xong rồi ở level 8 roll tiếp. Lúc đấy là phải cây lên 3 sao. Xong rồi thêm một con 2 sao nữa. Làm gì làm. Thunder 2 sao up cấp tiếp. Ok. Được. Ồ. Không ngon lắm nhở. Hơi thừa. Viên mana chỉ cần một viên thôi. Ok, chúng ta chơi 9m. Phòng 9m đang có chuỗi rồi này. Được không? Ổn không? 86 máu, trời. Quá hay, trông cái bài đầu game đội hình như cái gì ấy. Thế mà rồi cuối cùng mà vẫn lết được lên. Bây giờ có chuỗi mà thậm chí là còn 86 máu. Ăn nhau xếp bài đúng không anh em? Dã man. Ui, ra rớt này. Có thằng đi rồi. Nhanh ấy. Mà rớt này có chơi không? Làm gì có slot mà cho vào. Giờ chuyển sang quay xe sang 5 dòng 9m. 4 gót 5 dòng 9m đánh ở level 10. 4 gót 5 dòng 6m đánh ở level 10 được. Nếu mà có rớt nhưng mà trận này kể ra thì có khi là tôi lại quay xe anh em ạ. Trông nhiều mét này tại sao chúng ta không chuyển sang cá nhỉ? Tất cả bọn nó đều chơi mết mà, tại sao nó không sang cá chơi nhỉ? Đúng thế, tại sao không? Ui, thằng này cũng 9 mét đấy. Cứ chết rồi, mất chuỗi rồi. Thằng này cũng 9 mét này. Ây à, to đấy. Thằng này to, thằng này to, thằng này to. Càng, nó còn có đồ kháng phép cơ. Tôi nghĩ lại rồi. Rất nhiều mết nha, chỉ có một thằng beat thôi. Một thằng beat và một thằng creator. Một thằng beat, một thằng creator anh em ạ. Vậy là chúng ta phải tính toán chuẩn. Cần một cái sự tính toán chuẩn. Hiện tại là chúng ta chưa gặp thằng creator đúng không? Và chúng ta cũng chưa gặp thằng beat. Nên là từ từ. Cá từ từ đã. Cái cơ hội bây giờ gặp cái bọn mết nó cũng khá cao. Nhưng mà 9 mết vẫn có thể ăn được. 9 mét vẫn có thể ăn được bọn này. Ui thằng này to phết rồi chứ. Thằng này to phết đấy anh em ạ. Già 2 ra được cả rồng 5 đô này. Ui vãi đái. Có điều là nó chưa lên 9 thôi. Để mà nó đủ 5 rồng thôi. Đánh 6m đánh ở level 8.
cho Ron đi. Trận này tôi nghĩ là dừng lại 8 chơi thôi anh em ạ. Không có rớt nữa. Rớt ý, không có slot đâu. Đánh ở level 8 còn con nào nhét vào đâu. Mà lên 9 thì tôi nghĩ tôi sẽ nhét con ăn bộng vào. Ui, lại gặp mết này, gặp mết liên tục ạ. Thằng này đủ 5 rồng rồi này, vãi đái. Mà 5 rồng vẫn thua. 5 rồng 6 mết rồi tôi vẫn ăn được chứ. Được, con cây nó đủ trâu. Doom à, Doom được nhá, Doom chơi được á. Slot cho Doom. Tí nữa cần con Doom. Bởi vì trận này nhiều mết như này ấy, thì tí nữa cái con Doom nó sẽ ngắt cái quãng skill của con già tụ trưởng đi thì cũng tốt anh em ạ. Con này cần. Trong trường hợp mà nó đủ bộ kiểu 6 mét xong rồi nó lại còn 5 rồng, xong rồi bọn nó lại còn là 4 gót nữa thì chúng ta vẫn cần một con Doom để kết hợp với cái bộ này. Chắc chắn là vẫn cần rồi. Trận này có vẻ lấy cái bán ơn này ngon này. Được. Chống với việc sốc đám chết. Lúc sắp chết bật bán ơn lên. Ok. Run tiếp đã. Trời ơi, run mãi không ra được cái con nào. Tốn tiền quá đi mất thôi. Cặp hết nhà mết rồi anh em ạ. Nên là không kẹp cá nữa. Bây giờ còn hai nhà là cái thằng Gladiator và thằng Beat chưa gặp. Nên là thôi. Đấy. Đen đến cái mức độ như thế. Kiểu cặp sớm hai thằng kia thì còn lại là những cái thằng mết thì chúng ta có thể bỏ 6 cá vào luôn. Nhưng mà chúng ta gặp bọn nó muộn. Thế nên bây giờ lại kẹp mết rồi thôi, là ngon rồi. Không kẹp cá nữa. Cá thì để sau, bây giờ phải giết chết hết hai thằng kia. Còn lại những cái nhà mết thì quá dễ chơi rồi. Chúng ta chỉ việc kẹp cá thôi. Quay xe như này nói chung là quá tuyệt vời luôn anh em ạ. May quá không chơi kiểu kia. Chơi kiểu kia bây giờ nó còn thậm chí nó còn chưa cho tôi con già cơ. Đấy rồi, biết đấy rồi. Vô tư. Đấy. Chơi như thế này chúng ta không phải đặt nặng vấn đề gì cấp sớm. Chứ còn cái bộ kia là bắt buộc phải lên 9 mới chơi được. Đây là bây giờ mới ra con già này. Chơi cái bộ 5 rồng 9 mét là phải chơi phải ít nhất là level 9 thì sau round 20 mới chơi được. 5 rồng 6 mét đánh ở cái level đấy. Nó cũng khó. Nói chung là không roll mà phải dí cấp sớm thì trừ khi là bài tự ra con Thunder 2 sao thôi thì mới chơi được thôi, chứ còn phải roll thì thôi. Chơi thì nó khó. Nè, trận này anh em thấy không? Những cái thằng 5 rồng 9 mét nó đang ở top cao. Yên, từ từ nhá. Round này phải bỏ cá vào rồi. Không, 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 không. Round này sẽ phải bỏ 6 cá vào. Cái lý do làm sao Gladiator chuyển sang 6 cá rồi anh em ạ. Ok. À, gặp thằng 5 rồng. Thế thì vô tư. Thế thì bạn ơi. Round 28 chắc chắn là 6 cá. Vớ vẩn bây giờ chơi 6 cá luôn đi anh em ạ. Cái thằng Beat thì thế nào cũng chết thôi. Thằng AI kia thì đỡ thế nào được. Với một cái bầy toàn 9 mét với cả 5 rồng như này thì Beat làm sao đỡ được. Sắp đi rồi. Beat là lên 9 nó 4 cá kẹp với 4 Beat. May ra sống. May ra sống. Đấy, chơi như này quay xe lại quá ngon luôn anh em ạ. Bây giờ thì yên tâm quá rồi gì. Bọn nó toàn là 9 mét thôi. Quá là yên tâm luôn. Hay quá, trận đấu đỡ phải nghĩ nhiều. Tính toán là hay. Quả quay xe ngay từ đầu nó tuyệt vời luôn anh em ạ. Tất nhiên là tôi cũng sẽ không vội bán con dưa so đi đâu. Chúng ta vẫn phải có chuyển lại đấy. Chúng ta sẽ chuyển lại.
Ok, ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Phản, cùng phản. Làm sao? tôi phản mạnh hơn. Tôi phản mạnh hơn anh em ạ. Ui giời ơi. Giời, kẹp 6 cá vào để counter à? Tớ cũng 6 cá nè. Bất ngờ chưa? Cái thằng đấy nó chơi Gladiator. Lấy nó chơi Gladiator giờ nó chuyển sang 6 cá luôn. Bây giờ là nó, tôi nghĩ là nó sẽ để 6 cá như tôi thôi. Nhưng mà thằng nào phản mạnh hơn thằng này thắng. Hai thằng cùng xếp hàng dàn hàng ngang nhưng mà tôi phản mạnh hơn anh em ạ. Thằng nào tung trưởng trước là thằng ấy thua mà. Thằng nào tung trưởng trước có nghĩa là thằng cái lượt tiếp theo nó sẽ cá lổ sẽ rất mạnh. Cứ thằng nào tung trưởng trước là thằng ấy thua. Thôi, cứ để 6 cá thôi. Bây giờ thằng Beat chết rồi là hết rồi. Còn bọn còn lại toàn mết thôi. Ok, ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ồ kìa bạn ơi. Lổ có vẻ hơi yếu nhỉ. Nhưng mà đẩy cũng nhiều lắm đi rồi. Xong. Tranh nhau dí lên 10 chết chưa. Dí lên 10 già vẫn một thì đánh đấm cái gì. Ok. Rao quái. Cái con Zosaw vẫn sẽ phải giữ lại đội hình nha anh em nhá. Thứ nhất là ở những cái rao quái chúng ta đép quái được. Chứ còn để 6 cá vào là có khi là lọt quái ấy. Và cái thứ hai là có thể đối thủ sẽ chuyển bài không còn là cái bộ 6 cá nữa. Đối thủ có thể sẽ chuyển sang những cái bài khác và chúng ta sẽ có cái cơ hội chuyển lại với cái bộ mết. Vậy là bọn nó 6 cá hết rồi. Hai thằng chuyển sang 6 cá dần rồi. Thằng Claire kia cũng chuyển sang 6 cá để counter rồi anh em ạ. Đấy, chính ra chuyện này thằng nào chơi fake thì đấy ngon. Nhưng mà thằng nào ngon hơn thì nó lại còn do xếp bài anh em ạ. Ok. Rồi. Thôi là gợi nhì thôi. Tầm này không lấy đồ bắn trưởng nữa anh em nhé. Bắn trưởng là thiệt thân thôi. Cá lổ cho thì ối dồi ôi luôn. Bây giờ là thằng nào tung trưởng chậm thằng ấy thắng mà. Nên là tôi xác định là tôi tung trưởng chậm. Tôi không thèm tung trưởng nhanh luôn đấy. Tí nữa tôi đổi hết đồ mana luôn. Cho phải tung trưởng nhanh, tao tung trưởng chậm. Thằng nào cứ tung trưởng chậm hơn thằng ấy thắng. Không nói nhiều. Tung trưởng chậm hơn và có đam dồn mạnh hơn. Đam kiểu sát thương phép, nhiều đồ sát thương phép nhưng mà lại ít đồ tăng mana kiểu thế. Chơi là nó phải nó phải chậm. Bình thường chơi bộ mết hay là các cái bộ khác là cần phải là thằng nào tung trưởng nhanh, thằng nào nhiều mana thì thắng. Nhưng mà riêng trận đấu này thì ngược lại. Thế nó mới tài. Riêng cái trận đấu này thì lại phải tung trưởng chậm. Ok bạn ơi, rồi 6 cá, cũng 6 cá. Đấy, nó tung trưởng sớm kìa. Con Thunder của nó xòe quạt trước con Thunder của tôi. Ây, giời, đi luôn. Anh em thấy chưa? 27 máu luôn. Cứ thằng nào tung trưởng trước rồi thua. Con game đúng là ngược đời. Nhưng mà nó lại là như thế đấy anh em ạ. Chúng ta tung trưởng thật là chậm. Tốt nhất là không nên tung trưởng. Còn đương nhiên là bây giờ tôi sẽ chậm hơn mấy thằng kia rồi. Bây giờ còn một thằng 6 cá đúng không? Đổi hết mấy cái đồ này đi. Bây giờ mà đổi là sẽ đổi đồ tím hoặc đồ cam thôi. Chứ còn không đổi mấy cái đồ vớ vẩn lặt vặt nữa. Đổi luôn đồ cam đi. Vứt hết mana này. À ui đây rồi. Chắc chắn nó phải có món đồ này. Tôi trở 9 rồi. Không lên level 10 đâu. Rồi tôi trở đi. Đây, bạn lại nhanh hơn tớ rồi. Cứ cầm đèn chạy trước ô tô chúng tôi. Rồi xong rồi. Lại đi, lại tiễn một bạn ra đi. Cứ làm dầu 9m đi. Hay quá nhỉ. Nhìn, nói chung là nhìn cái bộ truyền thuyết nó dễ bị lừa ấy. Nó dễ bị đâm đầu theo cái bộ này ấy. Bất ngờ chưa? Ui, sang soi tôi luôn. Có gì đâu mà bất ngờ, 6 cá nữa mà.
Bạn chơi 5 dòng 9 mét thì bạn phải tính ra được là sẽ có người chơi 6 cá để cao tơ chứ. Giao rớt không thèm quan tâm luôn mà. Ui ôi, rớt hai luôn á. Nhưng mà không quan tâm. Ui tôi chết vậy rồi. Ơ kìa, ui tôi chết rồi. Lên đi. Không kịp rồi anh em ơi. Ui tôi chết rồi. Cái gì đấy? Ui dở rồi, nó đẩy con cá ra anh em ạ. Ôi giời ơi. Cái quả vừa rồi đúng là sai một ly, đi một dặm luôn. Nhưng mà may mà không phải là đi cả trận đấu đấy. Chỉ là đi một chút máu thôi. Sẽ không có cái lần tiếp theo đâu. Quả vừa rồi tôi luôn hơi tham, không có thời gian để xử lý anh em ạ. Thôi được, tôi sẽ đổi hết những cái món đồ mana còn lại. Đổi sang cái đồ đánh tay, đồ cam này. Ok. Giáp xương à? Giáp xương đấy, giáp xương cũng được. Tôi nghĩ sẽ là cái giáp xương. Cướp điền một cái thôi. Trời ơi, cái quả vừa rồi là lẽ ra là không mất chuỗi đâu đây anh em ạ. Tự nhiên lại nó đẩy, nó kiểu nó đẩy con Doom vào ấy. Sao nó đẩy con cá tôi ra ấy. Rồi, đứa nào tung trưởng trước thì đứa đấy thua. Thế thôi, mày tung trưởng trước thì mới thua rồi. Anh em thấy là có cái vòng Static Storm không? Nó tung trưởng không? Đấy, cứ thằng nào ít mana hơn là người thắng. Không nói nhiều. Lổ cá cực đau rồi nhá. Cái thằng 9m nó bị cái thằng 6 cá đấm kìa. Tốt nhất là tung trưởng chậm đó. Thế là trận này là đại chiến 6 cá với nhau anh em ạ. Lết game là còn hai ông 6 cá đánh với nhau. Ảo ma Calada. Cái bài này ấy, thực ra tôi nói thật với anh em là nó cũng sẽ không chuyển sang bất cứ một cái bộ nào cả. Bởi vì nếu mà chúng ta chuyển sang Warrior nhá, late game ấy, thì nó lại bị một cái là sát thương của chúng ta vẫn đa phần là sát thương bắn trưởng. Nên khả năng là nếu mà cái bộ Warrior fake này mà nó tung trưởng thì nó lổ cá cho nó chết ngay. Nên tốt nhất là vẫn cứ giữ cá để đấu với cá thôi anh em ạ. Ôi tôi chết, quên. Quên mất. Tí rồi toàn quái, may quá. Rao quái là phải cho 9m vào anh em nhá. Cá là toang ấy. Rồi. Ok. Flame nhất định không lên được 3 sao cho tôi. Đây rồi. Ok rồi đấy. Ok, rồi. Không lấy đồ bắn trưởng. Đồ đánh tay thế là đủ. Bây giờ là đồ phòng thủ. Phải lấy đồ thủ anh em ạ. Cứ sống rồi đã. Sống sót được là chiến thắng thôi. Thằng nào nhây hơn là người thắng. Round này thì gặp thằng nào thì cũng thắng thôi. Và tôi nghĩ là cái thằng 5 dòng 9 mét là cái thằng sẽ ra đi trước ấy. Thằng ấy nó sẽ ra đi trước. À, gặp thằng 5 dòng 9 mét luôn này. Rớt 2 này thì rớt 2. Hành nó như con luôn. Rớt 2 hộ cái bạn ơi. Hộ cái. Úi dồi, nó lổ đam kìa. Dã man. Xong rồi. Thôi, vậy là chúng ta là 6 cá chiến với 6 cá. Thế này không? Chín Warrior tôi nghĩ không ngon đâu. Thôi, như là tôi đã phân tích từ vừa nãy ấy. 9 Warrior hoàn toàn là nó không hề ngon nha anh em nhé. 9 Warrior không hề ngon. Chỉ Warrior nó sẽ bị lổ cá chết luôn ấy. Vì chúng ta toàn là tung trưởng mà. Bạn lại tung trưởng trước rồi. Thế thì thôi. Thế thì thôi. Chán đời. Chả biết rút kinh nghiệm gì cả. Mặc dù là đồ cho con ốc thì cũng thế giới đấy. Ốc kiểu đúng ốc sinh tồn luôn.
nhưng mà bạn tung trưởng trước. Công nhận cái trận này mình có quả quay xe gắt thật. Lúc đầu thì cũng định là chơi 95 dòng thật đấy anh em ạ. Nhưng mà sau thấy có nhiều chung suy nghĩ quá. Chuyển quay xe là tuyệt vời rồi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em đã xem cái bộ beat siêu đẻ chưa? Nếu mà anh em chưa xem cái video clip beat siêu đẻ thì anh em có thể xem nhá. God kết hợp với beat kết hợp với siêu đẻ, cực kỳ hay luôn. Và đó là một cái bộ mà chúng ta có thể kết hợp beat với God ở trong meta mới. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi test cái con Sword Master nó xoay trong chóng ở trong cái bộ gắt đỏ thì nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Anh em chưa xem anh em xem đi, tin tôi hay lắm, đây là một cái trận đấu lật kèo mãn nhãn luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.